xanh. Bây giờ vô là chạy thử trước nè các bạn. Thì nó bị vấn đề anh em nào đi á mà trả số trước, đạp dần trước hoặc đạp dần sau mà nó kêu cái cốc một cái nha. Nó kêu cái cốc mà cũ nó giống như là nó kêu số, mà tiếng mà trả số về số thì nó khác nha. Mà cái tiếng á, đừng có dòng nha, đang không ở, không có tay cầm điện thoại luôn nha Phát. Cái tiếng cốc mà các bạn trả nó dính số là nó khác nha. Đi trả số về số liên tục với fan. Thì anh em nào bị tiếng đó, anh em kiếm em rồi bắt đầu anh em coi nè, em mở ra bắt đầu em khắc phục cái đó nha. Quay giờ lại vừa đi vừa trả số nha. Đó. Nói chung là nhận xe khách đùa làm là đều kiểm tra chạy thử kỹ càng trước hết rồi mới bắt đầu là mở ra làm nha các bạn. Bởi vì là sẽ coi thử là mình có làm được hay không làm được nữa nha. Giống như trên xe này là chú có báo một cái là chú không tải, chú dựng lên, chú dặn một ga nó bị hụt nha. Thì đó nè, chết cha không có tay để quay nữa. Má đừng có giật mạnh quá nha, fan má rớt tôi xuống á. Tại tôi không có đang cầm điện thoại, fan cầm điện thoại được hả? Nè, fan cầm bớt cái trên đi. Rồi đó fan chạy là fan cảm nhận dở nhất luôn á, nó bị hụt nha các bạn. Thì bây giờ bắt đầu em báo giá cho chú này anh. Thì bây giờ là bắt đầu em sẽ đi vô quá trình là em mở cái nồi và bên phần lưỡi của anh ra để em kiểm tra cho anh. Thì đầu tiên là cái cần nâng cam. Thì cần nâng cam này là đúng cần nâng cam trên xe anh mở ra ha, là cần nâng cam của xe cúp 125. Thì đầu tiên là trước về vấn đề là mở nồi và lưỡi ra có mất rinh gì không á, thì không. Cái mình chỉ mở bên đây và mở bên kia, đầu lòng là mình không có tác động tới, mình không mở gì hết, cho nên là không sợ mất rinh. Thì về vấn đề cần nâng cam trước là cần nâng cam trên xe anh khi mà em mở ra là có một cái dấu nè. Camera tới đây là cái dấu này là nó bị khuyết là do nó bị tì vô ống sáo. Còn hiện tại bánh răng là nó không hư gì hết. Thì cái vấn đề mà này thì nó rất là quan trọng hơn. Vấn đề này ở đây nó là như vậy, là bình thường xe cúp nó hay hư cần nâng cam nè. Thì ở đây là em giả lập em gắn vô lại ha. Đó, cần cam này nó tì xuống vậy. Đó. Thì cái này là nó hư, cái này nó lấy hơi không có căng được. Cho nên là nó đè vô đây là nó bị khuyết chỗ này nè. Rồi, camera qua đây sáng sủa hơn. Đó, là cái bị khuyết, cái không bị khuyết thì em quay cho anh coi. Thì nếu thấy cần nâng cam này là em có gửi báo giá cho anh là về phần cần nâng cam. Rồi. Đó là xong, còn bánh cao su là vẫn bình thường hết, không hư không gì nha. Chỉ là bị lủng một miếng sắt này vô là một bên phần cần nâng cam. Rồi qua vấn đề là anh thấy là làm nồi trước chuông ba là sao nặng cao su ba càng. Thì đây là nồi trước của anh á là đang đi bố ngắn. Bố này kêu là bố ngắn. Thì em làm là em sẽ làm gì, xe anh thì có cuộc nồi nữa nha. Thì em làm là em sẽ thay qua bố dài. Bố này kêu là bố ngắn, bố này kêu là bố dài thì em sẽ thay vô bố dài. Đó là cái phần làm nồi trước là sẽ là làm nồi là cầm nguyên cái này nè, để gia công làm lại. Thay cao su ba càng trong đây. Thay chuông và ba cái lò xo nồi nặng. Đó, là em sẽ thay ba lò xo nồi nặng mà cái này nó nặng vừa. Và tại sao phải thay ba cái lò xo nồi nặng này nè? Là để nó hạn chế cái vấn đề là cháy lá bố. Ở trên đây xe anh á, mặc dù là xe mới nhưng mà ở đầu lá bố á là xuất hiện tượng cháy rồi, là do là xe nồi của nó quá nhẹ các bạn, nó không đủ mà nó ép cái nồi của mình, cho nên là các bạn chạy thời gian lâu dài á thì nó không ngon bằng. Đó, thì ở đây là mình thay vào lại là mình có luôn cái lá bố mà nó có chân này nha các bạn. Đó, thì đây là lá bố của anh á, có nhớt thì nó vàng đi, nhưng mà cái này là bắt đầu nó nâu, nó chuyển qua nó gần cháy rồi nè. Mình tăng là so lên chút nó nặng đi bền hơn. Rồi, là vấn đề là làm nồi trước chuông ba là sao nặng cao su ba càng là xong ha. Thì tới vấn đề thứ hai là lá bố. Lá bố ở đây là em thay lại đúng cho anh là lá bố chính hãng Honda Thái Lan. Đó, là đây lá bố. Rồi tiếp đến là bộ bố ba càng, là đây chính hãng Honda Việt Nam mình. Rồi, ron lọc nhớt ly tâm. Ron lọc nhớt ly tâm là gì, là nó nằm ở đây, nó sẽ có miếng ron này, là em sẽ thay cái miếng ron này cho anh.
và cái bộ ống sáo, cao su ống sáo á, thì theo em thấy là tốt nhất xe anh nên thay cái đó, bởi vì nó hư cái đó nó mới làm lủng khuyết cái này nè. Đó, với lại một cây kim phun. Cây kim phun này là nó giúp phun đủ xăng hơn, bởi vì tất cả những cái dòng kim phun này là kim phun chính hãng Honda nha. Bởi vì tất cả những cái dòng xe 125 mình á, nó đều bị hiện tượng là thiếu xăng. Đó, thì khi mình thay cái này thì nó ngon hơn cho mình thôi. Rôn bên nồi mở ra là có rách, thì là sẽ thay miếng rôn bên nồi. Em chào anh, và cũng sẵn ở đây thì gửi tới khán giả một cái trường hợp mới là của Super Cup 125. Thì thực sự ví dụ như là các bạn thấy xe full LED thôi cần đăng cam đi. Hồi đó mà 5-6 năm trước, 7-8 năm trước rồi em nói thì không ai tin hết. Nhưng mà sau thời gian dài nhiều người sử dụng được cái dòng xe đó thì người ta biết hư. Thì hồi đó thì cũng phải chứng minh, rồi sau em làm riết em không cần chứng minh các bạn, ai hư tới em thay. Thì ngày hôm nay á, nó có thêm một trường hợp lạ là vậy. Các bạn thấy đầu clip vô là em quay thử cái trường hợp là em chạy em vô số xe của anh này nó kêu rất là kỳ, đúng không? Thì cái gì kêu là kêu do đâu và nó cũng phải có cái lý do của nó. Đó thì trong quá trình mở ra kiểm tra thì mình cũng chưa có xác định được đâu các bạn, nhưng mà biết chắc chắn là nó bị bên phần nồi, mình làm lại hết. Thì bây giờ là khi mà mình sẽ cho các bạn coi cặp cái nồi lên, cặp cái đế này lên trên máy tiện á, thì đã tìm ra nguyên nhân của nó rồi. Mời bộ phận chỉnh sửa ghép clip vô. Cái đế này lạng lắm, không có làm được. Ở sau khi các bạn thấy là nó vô nó nhảy các bạn. Bình thường ví dụ một cái nồi nè, nó lạng vậy đi, không nói. Còn cái nồi của anh trai này là nó nhảy nó đảo cái này nè. Cho nên cái càng của nó ăn có một cái càng thôi nha các bạn. Nó không bung hết ba cái càng. Cho nên xe ảnh vô á, thực sự rất là kỳ. Là chính xác luôn, trên xe ảnh là xe mới. Mà nó hư là cái gì? Nó hư cái đế càng này nè. Thì ở đây cũng may mắn sao mình cũng có một cái đế càng mới dinh chính hãng mình thay vô cho ảnh. Đó là tìm được nguyên nhân rồi, cái gì nó cũng có lý do thôi. Là mình thay cái đế ba càng, cái này kêu là đế ba càng nè, thay đế ba càng mới vào lại cho ảnh đó. Và quá trình mình đi làm thì là cái mục số 1 các bạn hay thấy mình làm là thay chuông nè, bố ba càng nè, cao su ba càng nè, là cái này. Và một cái trường hợp mới mà nói mà phát hiện đây là xe cúp 125, xe mới luôn mấy trăm cây số, vô số kêu cấp cấp lách chách lách chách ở phần vô cần số khó chịu, là phát hiện thêm là hư cái đế ba càng. Thì ở đây là clip chỉ mang là tính chất tham khảo dành cho những trường hợp anh em nào bị, thì nếu mà có trường hợp đó thì kiếm em làm. Và cái tiếng đó các bạn phải phân biệt rõ nha, bởi vì dòng máy full 125 đời mới cái vô số lúc nào nó cũng kêu cái tiếng đó, nhưng mà kêu cái tiếng khác thường hay là kêu cái tiếng bình thường đó. Thì anh em nào mà ở thành phố Hồ Chí Minh gần em thì cứ ghé em kiểm tra, hư là em nói hư, không hư là em nói không hư, đi về. Đó, như xe này là cuối cùng là phải cặp lên máy tiện mình mới phát hiện ra được là nó hư cái đế ba càng này. Đó, thì ở đây là trường hợp phát sinh là sẽ báo ảnh là thay cái đế ba càng này là thêm là bao nhiêu tiền nè. Còn giờ ở đây á là về phần cái chuông. Thì đó là bây giờ cái chuông này là mình bỏ ra, mình thay cái chuông mới. Và tại sao thay cái chuông mới? Bởi vì khi mà thay cái chuông mới này thì mới chủ động được cái độ hở bố, để mà mình canh bố hở bao nhiêu. Đó, cho xe người ta đi ngon và thông thả hơn là một nè. Còn bố ba càng á, mình thay bố ba càng dài qua lúc nào đi cái xe nó cũng ngon hơn á các bạn. Cũng may là phụ tùng có để thay á. Rồi, cảm ơn các bạn rất là nhiều. Chào các bạn, thì bây giờ đã hoàn thiện xong 100%. Sửa cần đăng cam, khắc phục lại cái nồi. Bây giờ xe cúp mới ra nè, mình phải đi 5 năm, 10 năm, 20 năm. Thì quá trình đi 5 năm, 10 năm, 20 năm nó phải phát sinh ra những vấn đề cần sửa chữa và cái xe nó bị cái gì. Thì tại sao các bạn không coi kênh em, để em ở đây là một người tiên phong đi, em đang sửa chữa dòng này, em có những cái gì em phát hiện cho nó, em chia sẻ với các bạn. Để những anh em ở tỉnh, ở xa, à thấy anh Tây làm bị cái đó, à sau này nghe cái trường hợp đó có thể là giống trường hợp của anh Tây, mình biết nó hư cái nào mình xử lý. Mà lại nói em nói đúng nó sai chứ không có người chủ xe nào mà bị khùng mà cái xe người ta không hư người ta đem đi sửa đó. Đó. Là bây giờ là xong ngon lành rồi lại rồi nè.
máy móc rồi em mới gắn một cây kim phun để mà khắc phục cái tình trạng hộp xăng thiếu xăng ga đầu cho dòng máy 125 đó. Thì anh em nào mà cần xử lý nồi đi lâu mòn nhông sinh dĩ, em có nhông sinh dĩ, cái cao su gấp á em cũng có luôn nha. Nói chung phụ tùng trên xe cúp này em có đủ để mà đáp ứng cái nhu cầu đi lại hàng ngày của anh trai, là bố thắng nè, nhông sinh dĩ nè, cao su gấp nè, nồi tuột nè, vô trình chạy té ngã có hư móng gì rồi em có thay kim phun vô mượt hơn rất là nhiều. Hết phim, cảm ơn các bạn rất là nhiều.